Giang hồ tương truyền rằng có một loài vật chuyên hút máu dê để sống. Chúng là loài vật có đôi cánh to lớn và cao như một con gấu trưởng thành. Nó sẵn sàng đánh hội đồng khi đồng loại lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, tại sao cậu bé này tiếp xúc với loài hổ báo đó mà cậu ta vẫn không hề bị nó tấn công? Loài vật này có thực sự hung hãn như lời giang hồ đồn không? Để biết diễn biến câu chuyện này là như nào thì hãy cùng 10 điểm review xem phim nhé. Tại một hang động ở Mexico, các nhà khảo cổ học đang tìm một thứ gì đó. Anh có nghe tiếng gì không? Một loài động vật đã xuất hiện. Một trong số họ đã chạy ra ngoài báo cáo với ông chủ. Quinn, chúng ta đã tìm thấy sinh vật đó. Hóa ra thứ mà những người này đang nói chính là con vật nhỏ này. Chúng có tên là Chupa, một loài chỉ có trong huyền thoại. Nhìn nó trông đang rất sợ hãi các bạn à. Đột nhiên có một tiếng động lạ phía trên. Khi Quinn trấn tĩnh thì bất ngờ Chupa mẹ xuất hiện. Nó có thân hình cao to vạm vỡ. Nó tỏ thái độ khó chịu khi con người đang nhắm vào Chupa con. Chupa mẹ đánh ngã tên Quinn, sau đó mang con mình bỏ trốn. Nào ngờ tên đàn ông lại dùng pháo lửa làm cho cánh của Chupa bị thương. Nó chạy bán sống bán chết để thoát khỏi sự truy lùng của con người. Tên Quinn huy động lực lượng lên xe đuổi theo. Do bị thương ở cánh nên Chupa không thể bay cao bay xa được. Nó cứ chạy trước ánh đèn của kẻ thù. Không biết cả hai có thoát được không. Chỉ thấy Chupa mẹ đã va phải một chiếc xe. Giờ vết thương của nó càng nghiêm trọng. Nó biết mình không thể mang theo Chupa con nên Chupa mẹ đã chạy ra thu hút sự chú ý của con người. Chupa con nhớ mẹ nó hú lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó trên TV đã đưa tin về loài huyền thoại Chupa. Ở trường học, cậu bé Alex này luôn bị mọi người xa lánh. Suốt ngày cậu cứ bị đám bạn trêu chọc. Alex buồn bã trở về nhà. Mẹ cậu ngày nào cũng thấy tâm trạng buồn bã của con. Bà cảm luôn lo lắng, bởi vậy mà mẹ muốn Alex đến nhà ông nội chơi. Lúc đầu thằng nhóc không đồng ý đi, nhưng sau khi nghe người mẹ thuyết phục, ở đó có nhiều thứ hay ho và con sẽ làm quen được rất nhiều bạn, cậu nhóc đã đồng ý đi đến nhà người ông. Sau vài giờ trên máy bay, Alex đã đến nơi. Chào đón cậu là người ông luôn tràn đầy sức khỏe. Ông Alex nói rất giỏi tiếng Tây Ban Nha, cả bố cậu cũng thế. Bố Alex có tập luyện cho cậu nói, nhưng Alex rất ít khi dùng đến nó. Trên xe họ nói chuyện rất nhiều về nhau. Câu chuyện đã làm cho đường tới nhà càng thêm ngắn hơn. Em họ Alex chính là tên mập địt. Ông cháu này tên là Memo, một thằng nhóc rất thích môn đấu vật. Memo dẫn Alex đi xung quanh căn nhà. Bên trong này treo đủ hình các nhà vô địch đấu vật. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ. Khi leo lên tầng trên, cậu nghe thấy tiếng hát bên ngoài cửa sổ. Hóa ra đó là chị của Memo, cô gái tên là Luna. Khi Alex vừa đi ra ngoài thì bị thằng em ở phía trên nhảy xuống khống chế cậu. Memo rất thích môn đấu vật, vì idol của thằng nhóc chính là người ông. Ông nội hồi xưa là một nhà vô địch đấu vật cừ khôi. Ông ấy đã chiến đấu mà không để thua trận nào. Ông luôn tin vào công lý và muốn bảo vệ mọi người. Xem đến đây đã đủ. Người ông muốn làm bữa trưa cho cả ba nên họ phải đi ra sân tìm kiếm thức ăn. Bỗng họ thấy một con dê đã đăng xuất khỏi trái đất. Nó đã bị loài Chupa hút cạn máu. Đây là loài rất giống ma cà rồng chuyên đi hút máu dê. Tin đồn nói rằng đây là loài quái vật nguy hiểm. Theo như tên khoa học Quinn nghiên cứu, Chupa trưởng thành có thân hình to như con gấu, móng vuốt sắc bén và đôi cánh giúp nó có thể bay. Điều đặc biệt nhất đó chính là máu Chupa có thể chữa được mọi loại bệnh. Chính vì thế mà tên khoa học Quinn đã dành nửa đời người để tìm và bắt chúng. Tối đến, Alex đang say sưa đọc sách, cậu nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài cửa sổ. Một con dê bất ngờ xuất hiện làm ông cháu đây sợ xíu nữa ỉa ra quần. Bỗng Alex thấy ánh sáng đèn pin của ai đó. Khi cậu theo dõi thì phát hiện người ông đang ngồi thư giãn trong nhà kho. Dường như ông Alex đang đợi ai đó. Bất ngờ Alex nhìn thấy Chupa, cậu nhóc hốt hoảng la lên. Mọi người nghe tiếng hét liền chạy ra. Cháu đã nhìn thấy Chupa, nó nằm ngay đó. Tuy nhiên con động vật xuất hiện chính là con thỏ. Mọi người tưởng Alex đang phê cỏ nên ai nấy đều không tin những lời cậu nói. Sáng hôm sau, Alex lại nhìn thấy Chupa. Có vẻ như ông cháu này đang để ý Alex. Nó hốt hoảng chạy hớt hải ra ngoài. Khi Alex nhìn ra cửa sổ thì thấy chị Luna. Cô có vẻ không để ý xung quanh nên khi Alex hỏi về Chupa thì Luna trả lời méo nhìn thấy. Sau đó Luna dạy cho cậu nhóc cách chơi pháo hoa. Hai người đang chơi vui vẻ thì Memo đi lại nói ông đã mất tích. Ông Alex gần đây có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Luna rất lo lắng cho người ông. Cả ba sẽ lên xe đi tìm ông nội. Phía bên này tên Quinn đã tìm thấy mơi Chupa mẹ bị tông phải và hắn cũng tìm được chiếc xe đã chạy đến đây. Nhóm Alex đầu tiên sẽ chạy đến chợ kiểm tra. Thằng nhóc Memo nói đi tìm kiếm ông ấy mà nó lại dắt Alex đi thử đủ loại thức ăn. Đúng là ông cháu có tâm hồn ăn uống. Tại ngôi chợ này có bán rất nhiều thức ăn độc lạ mà bạn nhìn chưa chắc gì muốn ăn. Sau đó ba người tiếp tục lên xe tìm kiếm. Đi được một đoạn cả nhóm đã thấy hình bóng của ông. Ông mang theo con dê đi dạo sau đó quên luôn đường về nhà. Sau đó nhóm bạn đã đưa ông về. Trên đường họ nhìn thấy rất nhiều người đang truy tìm Chupa. Trong lúc xem TV, Alex kể lại chuyện mình đã gặp Chupa cho mọi người biết. Nhưng họ chỉ xem nó là sinh vật huyền thoại vốn dĩ không hề tồn tại trên đời. Khi Alex đang ủ rũ ngồi một mình nghe nhạc thì Chupa con lại xuất hiện. Nó nghe thấy tiếng nhạc của Alex mà mò tới đây. Nhìn nó kìa các bạn, ai nói loài này độc ác vậy? Trông nó rất cute và hiền lành. Mày đói à, đó không phải là đồ ăn. Alex kêu Chupa chờ đợi ở đây, còn cậu vào bên trong tìm kiếm thức ăn cho nó. Alex mang ra đĩa thức ăn lớn cho Chupa. Nó giờ không hề sợ Alex. Chupa tò mò lấy cây xúc xích lên.
Nó ngửi một hồi lâu sau đó tặng lại cho Alex. Chupa rất vui khi Alex cho nó ăn. Tuy nhiên đây không phải là món nó thích. Chupa chạy lên chỗ ẩn nấp. Nó lấy ra món ăn yêu thích của mình đưa cho Alex. Ghê quá. Xin lỗi, tao không ăn được món đó đâu. Chupa buồn khi thấy Alex không ăn món ăn của mình. Thế là cậu nhóc phải giả bộ ăn món đó. Bất ngờ có sấm chớp làm cho Chupa cảm thấy sợ hãi. Alex kế bên ôm nó vào lòng. Đừng lo lắng, tao sẽ là gia đình của mày. Ngày hôm sau Memo đi đến. Sao anh không vào phòng ngủ? Bỗng có tiếng động lạ dưới kho. Alex cố gắng ngăn cản mập địt nhìn thấy Chupa. Nào ngờ em nó xuất hiện luôn. Alex giải thích tính cách của Chupa. Rất nhanh họ đã làm quen với nhau. Bất ngờ Luna xuất hiện, cô hoảng sợ khi nhìn thấy Chupa. Tuy nhiên khi nghe Alex nói những điều tốt về nó, cô đã giảm bớt nỗi lo sợ. Trông nó không giống như lời đồn, mà trông nó thật đáng yêu. Chupa có đôi cánh nhỏ, có vẻ chúng ta cần phải dạy nó bay. Cả nhóm đang nói chuyện với nhau thì người ông thản nhiên đi vào. Ông đã biết chuyện Chupa ở đây từ trước, bởi lẽ chính ông đã đưa nó về đây. Lúc trước ông nội đã chạy xe tông phải Chupa mẹ. Để bảo vệ chúng trước bọn xấu, ông nội đã mang Chupa con về nhà chăm sóc. Người ông còn khuyên rằng không ai được phép tiết lộ chuyện này. Hãy xem đó là bí mật nhỏ của chúng ta. Bỗng có con dê đi vào. Chupa tính hút máu nó. Tuy nhiên nhóm Alex đã ngăn cản lại. Lúc này có một chiếc xe lạ chạy đến. Người ông đi ra tiếp đón họ. Hóa ra người đang ngồi trên xe chính là tên Quinn và đồng bọn. Hắn ta dựa vào manh mối lúc trước ông nội để lại sau vụ tai nạn. Quinn hỏi rằng có sinh vật lạ xuất hiện quanh đây. Hắn ta tìm mọi lý do để được đi vào trong nhà kiểm tra. Xin lỗi, đây là trang trại chăn nuôi. Tôi không để cho các anh vào được. Ông nội nói rằng nếu tên Quinn cứ khư khư muốn vào trong nhà kiểm tra, thì ông đây sẽ cho hắn ta chiêm ngưỡng chiêu thức trồng cây chuối. Tên Quinn biết nếu tiếp tục ở đây thì sẽ vào viện như chơi, nên hắn ta đã rời đi. Lúc này Chupa sợ hãi trốn bên trong đống rơm. Nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Alex. Tao đây, tao không làm hại mày. Thấy vậy cậu bật cái máy phát nhạc lên. Chupa tò mò đi đến. Hóa ra nó rất thích bài hát bên trong cái hộp. Khi Alex hát cho Chupa nghe, nó liền ngước mặt lên cao hú theo điệu nhạc. Sau đó Memo đến. Nhóc này muốn tập bay cho Chupa. Cả hai đứng trên nóc nhà chuẩn bị. Nhìn đây, hãy giang cánh ra sau đó nhảy xuống như tao. Chupa làm theo cậu nhóc, bay được một lúc thì rơi xuống. Alex lúc này đang xem TV với ông. Ông nội nói lúc trước bố của cậu cũng là một tay đấu vật cừ khôi cùng với số trận thắng liên tục. Bố cháu có thể lên chuyên nghiệp nhưng sau đó gặp mẹ cháu. Người bố đã tìm ra thứ quan trọng hơn cả đấu vật. Người ông đang nói chuyện thì Alex mang chiếc máy chơi game ra chơi. Cậu vẫn chưa đối mặt với sự thật là bố đã mất. Thấy vậy ông nội liền dạy cho đứa cháu một bài học. Người ông kêu Alex hãy đấu với nhau một trận. Nếu thắng cháu sẽ lấy lại được máy chơi game. Rất nhanh trận đấu đã diễn ra. Với kinh nghiệm của mình, ông nội rất nhanh chóng khống chế được Alex. Người ông còn chữa lành tinh thần của Alex. Cháu phải đối mặt với nỗi đau, nỗi sợ và nỗi buồn. Lời nói của người ông đã có tác dụng. Alex sau đó đã bộc lộ hết sức mạnh của mình. Sau vài đường cơ bản đã khiến ông nội bất tỉnh. Alex cảm thấy có lỗi vì đã đẩy ông. Tuy nhiên bác sĩ nói đừng lo lắng, ông ấy chỉ bị thương nhẹ. Khi bác sĩ dặn dò về tình trạng sức khỏe của người ông thì Alex và những người bạn nghe thấy tiếng gì đó phía sau ngôi nhà. Nhóm sau khi tiễn bác sĩ đi về, họ liền chạy ra phía sau. Bằng cách nào đó tên Quinn đã vào bên trong. Hắn ta lấy súng ra bắn Chupa. Alex cố ngăn cản lại, tuy nhiên chẳng đủ sức ngăn hắn ta. Chupa bị bắn thuốc mê. Sau đó Quinn đưa Chupa đi mất. Alex hết cách, cậu phải đánh thức người ông. Xui thay ông ấy đang mất trí nhớ. Thằng nhóc liền lấy cớ ra nói Quinn là kẻ thù truyền kiếp. Người ông liền nổi máu lên, mặc đồ vào các kiểu. Chuyến này thì tên Quinn xong đời rồi. Quả không hổ danh là huyền thoại đấu vật. Ông ấy tung một chiêu đã làm tên Quinn ngã lăn ra đất. Sau đó họ nhanh chóng leo lên xe đưa Chupa đi trốn. Tên Quinn cố gắng ngăn cản thì bị thằng nhóc béo cắn ngay cánh tay. Hắn ta đau đớn bỏ qua. Tên đó đi về kêu đồng đội đuổi theo. Alex quyết định sẽ đưa Chupa trở về gia đình của nó. Thế nên bây giờ họ phải chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Tại đây Chupa có cư xử rất lạ. Nó dường như cảm nhận được mùi quen thuộc nào đó. Không lâu sau đó xe của Quinn đã chạy đến. Hắn ta liền chạy xe vào trong sa mạc. Lúc này Chupa đang đánh hơi đến chỗ mẹ của nó. Chupa chạy đến chỗ khe núi. Nó hú một tiếng lớn gọi ba mẹ. Alex thấy vậy cũng hú theo. Âm thanh vang dội cả sa mạc. Lúc này cả hai phải chia tay nhau. Tao rất nhớ mày anh bạn nhỏ à. Sau đó Chupa trở lại với gia đình. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ có một con báo xuất hiện. Nó đe dọa Alex, có vẻ nó đang rất đói bụng. Cậu nhóc sợ hãi leo lên cái ống sắt. Con báo cứ thế tiếp cận Alex. Trong tình thế nguy cấp nhất mọi người đã đến. Người ông thể hiện sức mạnh hổ báo của mình, dọa cho con báo phải bỏ chạy. Tuy nhiên cái ống sắt giờ đây đã cũ, không thể tránh khỏi tai nạn. Chupa bên này nghe thấy tiếng cầu cứu của Alex, nó liền chạy lại cứu ân nhân. Nào ngờ thanh sắt bị gãy làm cả Chupa và Alex bị rơi xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi lông chân thì Chupa đã giang đôi cánh ra bay. Nhờ có nó mà Alex thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Mọi người chưa kịp hỏi thăm cho nhau thì Chupa đã bị tên Quinn bắn thuốc mê. Hắn ta lấy thiết bị điện ra đe dọa mọi người. Alex cố gắng giải cứu nhưng đã bị người ông khuyên ngăn. Tên Quinn đang có vũ khí trong tay. Hắn ta đã mang Chupa trở về xe. Ông cháu Alex không thể làm được gì.
họ phải ngậm ngùi nhìn hắn ta đưa Chupa đi. Khi Queen đang vui vẻ với chiếm lợi phẩm của mình thì hắn ta đã bị Chupa mẹ ngăn lại. Này thì đụng vào con của bố mày. Cả gia đình Chupa bao vây chiếc xe. Giờ thì đưa tay chịu trói đi tên Queen xấu xa. Tuy nhiên tên này vẫn chấp mê bất ngộ. Hắn ta lấy Chupa con ra đe dọa, khiến cho các Chupa còn lại không dám tiến đến. Bất ngờ người ông xuất hiện. Ông nội khống chế tên Queen bắt hắn ta phải thả Chupa con ra. Sau đó chơi tuyệt chiêu cuối làm cho tên xấu xa bất tỉnh. Này thì đụng với ông già đấu vật. Sau đó Alex đưa Chupa trở lại gia đình. Cuối phim cậu nhóc phải trở về nhà. Alex hứa với ông sẽ trở lại vào năm sau. Trên máy bay Chupa đã bay đến chào tạm biệt cậu nhóc. Tập phim đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay thì cho mình một like ủng hộ tinh thần nhé. 10 điểm review xin chào và hẹn mọi người vào video lần sau. Bye bye!